Bây giờ nhà tắm đang 80% người Việt Nam sử dụng. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tư vấn về đèn sưởi ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng gặp lại anh Nguyễn Quốc Đản, chuyên viên kỹ thuật của hãng đèn sưởi Tắm Han. Và chế độ hành là một trong những tiêu chí và quan trọng giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm đèn sưởi tắm ưng ý nhất. Và như các bạn quan sát thấy ở đây thì trước mặt Nguyễn Hà là một số sản phẩm đèn sưởi tắm. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bảo hành đèn sưởi tắm ở đâu trong video này các bạn nhé. Thưa anh, là hãng đèn sưởi tắm Han của mình có, theo được biết thì có chế độ hành rất là chuyên nghiệp và thời gian bảo hành sản phẩm rất là lâu. Và khi khách hàng muốn bảo hành sản phẩm đèn sưởi nhà tắm thì khách hàng phải đến đâu để bảo hành đèn sưởi ạ? Xin chào tất cả các bạn. Trong trường hợp đèn sưởi gặp bất cứ một sự cố nào thì khách hàng có thể đến các đại lý chính hãng của nhà hãng để được bảo hành, hoặc có thể gọi điện tới số hotline của công ty đã được in trên phiếu bảo hành để có thể được sự tư vấn. Trong trường hợp mà khách hàng không thể mang đèn sưởi tới nhà hãng hoặc các đại lý để được bảo hành thì có thể gọi điện số hotline để được tư vấn và có thể được sự hỗ trợ của nhân viên tới tận nhà để được bảo hành. Tức là khách hàng có thể hoàn toàn bảo hành sản phẩm mình tại nhà đúng không ạ? Đúng rồi. Và có điều kiện nào để bảo hành tại nhà không ạ? Ví dụ khách hàng có phải giữ lại phiếu bảo hành hay là thời gian bảo hành như nào, anh nói cụ thể hơn không ạ? Sản phẩm, bất cứ một sản phẩm nào đều có thời hạn bảo hành đã được in ở trên phiếu bảo hành. Khách hàng sẽ được bảo hành miễn phí khi sản phẩm vẫn còn trong thời gian bảo hành. Khi mà đã hết thời gian bảo hành thì khách hàng có thể gọi điện tới nhà hãng, có thể trực tiếp tới nhà hãng hoặc các đại lý để có thể mua phụ kiện để thay thế. Tức là khách hàng hoàn toàn có thể mang sản phẩm đến đại lý hoặc công ty của mình, hoặc là công ty đèn sưởi tắm Han có dịch vụ bảo hành tại nhà. Và trên đây thì anh Nguyễn Quốc Đản đã cung cấp chúng ta một thông tin rất là quan trọng. Và các bạn nhớ giữ lại phiếu bảo hành này các bạn nhé, để sau này sản phẩm của mình như thế này có trục trặc gì về đèn này hoặc là bộ phận bên trong thì hãy liên hệ với số hotline được in ở dưới này. Công ty hãng đèn sưởi tắm Han sẽ bảo hành cho các bạn một cách chuyên nghiệp nhất. Và đến đây thì thời lượng của video đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.